việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trên đường đi nam em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định. Chiều ngày 28 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc Hoa Khôi nam em livestream gây ồn ào trên mạng xã hội thời gian gần đây. Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị đã mời bà Nguyễn Thị Lệ nam em lên làm việc vào ngày nay, 28 tháng 2, về hoạt động cung cấp thông tin các tài khoản mạng xã hội Nguyễn Thị Lệ nam em. Tuy nhiên trên đường đến làm việc theo giấy mời thì bà Nguyễn Thị Lệ nam em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên đã nhập viện cấp cứu. Ông Bùi Hữu Cường là quản lý của bà Nguyễn Thị Lệ nam em đến làm việc và trình bày vì lý do bà Nguyễn Thị Lệ nam em không thể đến theo giấy mời của Sở Thông tin và Truyền thông. Ông Cường cam kết khi bà Nguyễn Thị Lệ nam em hồi phục sức khỏe sẽ đến làm việc. Thời gian gần đây, Hoa Khôi nam em liên tục phát livestream. Trong quá trình livestream, nam em thường xuyên đề cập đến chuyện tình cảm màu màu của mình trong quá khứ với một nam nghệ sĩ nổi tiếng được có vợ con. Bên cạnh đó, nam em cũng tung tin về góc khuất trong giới showbiz với những phát ngôn gây tranh cãi. Dù nam em không chỉ đích danh ai trong livestream, nhưng động thái này khiến mạng xã hội xôn xao, cư dân mạng bàn tán về thông tin liên quan đến nhân vật được đề cập. Hôm 22 tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho hay Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận được thông tin phản ánh các cơ quan về trường hợp của nam em. Chúng tôi đã lên kế hoạch và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng có liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng nhấn mạnh cơ quan chức năng kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để thu hút người theo dõi, dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn, mọi người phải ứng xử đúng mực trên không gian mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.